Anh Tú bảo anh vào đá cùng kìa. Địt mẹ đá có ăn được Tú đụng đéo đâu. Nhờ, đâu rồi ta? Sao? Địt mẹ cay vãi lồn đá tan thua đấy. Anh Thư nha, cảm ơn em. Nhưng mà đá kinh vãi lồn đấy. Ờ, địt mẹ bọn trên mạng, nhưng mà anh đá bọn trên mạng anh ít khi thua lắm nhá, thề. Đéo phải, đéo biết nó xếp cầu xếp đội hình như nào, nhưng mà anh đá bọn trên mạng anh ít khi thua em, lắm. Em thấy anh toàn đi vẽ đội hình à? Nó có bình thường mà nó đá kiểu nhanh vãi lồn ấy. Nhưng mà anh đá toàn thắng à? Đá xếp hạng mày đi phải, anh đá xếp hạng anh mà leo danh thì thôi chắc bây anh giờ đánh gì lên. Rồi em mới đang phân hạng à, đá 3 trận thuộc cả ba Anh này. đang chuyên nghiệp mấy ấy, đáng để ý. Ôi chuyên nghiệp rồi á, phải đá á. Ừ mà anh đá có mấy trận ở lên à, dễ vào mà. làm trận đâu, vào làm thử trận xem nào. Solo à? Thì bò ba đi, một trận lít Địt mẹ nhiều thế. thì đá vui vẻ, đá kèo là mới có tí căng thẳng chứ. Địt mẹ Anh thua đá hai nãy giờ trận, thua 3 trận rồi này. thua hai trận là mất 2 lít các bạn ạ. Địt có ừ. Mẹ rồi rồi đấy. Được rồi, nào hãy cùng bắt lên đầu cho cái trận đấu mà tất cả chúng ta đã trông chờ hôm nay. Địt con mẹ dẻo quá. Ôi từ từ lát thế nhở, từ lại từ ơi, đừng kèm đừng kèm đừng kèm. Lại đếm đếm bật 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 full màn hình đã, bật full màn hình đã, đừng kèm đừng kèm. Địt mẹ anh chơi thế sao ra được. Địt mẹ đang bật full màn hình thằng này. Đã chấp rồi địt mẹ. Rồi đá rồi đá rồi đá rồi. Bẩn vậy nó mất mẹ 1 phút rồi. 1 phút địt mẹ, 1 phút tao làm được cái đéo gì. 4 phút. Sao 4 phút. Kìa. Ronaldinho. Đấy rồi. Chốt đi ăn ba. Áp ba. Ui địt mẹ mày tạt quả mạnh thế à giời ạ. Aubameyang. 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng Beckham. Nhỏ. Ui địt con mẹ Beckham nó cũng khỏe. Khỏe địt mẹ. Cái địt mẹ thân mình mới sao chứ. Được rồi, đá căng lắm, địt mẹ cho mày chấp nửa trái thôi. Nửa trái này, địt mẹ mà nửa trái này. Tu độ, tu độ, tu độ. Địt con mẹ tu độ. Lừa hơn mà. Hay hơn cái lộn đấy, tao bóng bài ở đâu ra đấy. Mẹ Mỹ Đình này. Lừa rồi, địt mẹ mày lừa không lừa rồi. Chấp hòa thôi, chấp một à. Hòa thôi. Họ đã chơi tuyệt vời. Chấp một quả nó mới cân. Đấy đi. Một quả mới cân này đi. Đấy con lồn mẹ mày. Con gà Hà Lam này cục tác cục tác cục tác cục tác. Đấy con lồn gì nữa địt mẹ. Đó là một pha cứ làm tuyệt vời. Bình tĩnh bình tĩnh. Mất tập trung cái. Con mẹ mày mất tập trung cái. Con gà Hà Lam này. Con gà Hà Lam này. Nên làm anh Quang mất tập trung hộ anh đấy. Từ mày địt mẹ mày cứ gãy hòa chấp quả ấy. Frankie de Jong. Chuyền bóng lại thành công. Bình tĩnh rồi. Đúng rồi. Rồi. Bị bí rồi. Những pha bàn bật khá đẹp mắt. Địt. Thủ môn đã địt mẹ con gà Nguyễn Chí Thanh này, địt mẹ con gà Nguyễn Chí Thanh này. Cục tác cục tác cục tác. À, à. Cân vẽ rồi. Vãi lồn địt mẹ chấp con cặc ấy, địt mẹ. Cân con cặc ấy, hôm qua ăn giải còn bảo cân. Ăn giải đi qua gì? Chẳng thế địt mẹ mày chọn ra những người tinh túy nhất rồi, hôm qua hôm trước giải đầu tiên mà tao chọn ra thằng Bông Mai. Giải thứ hai mà tao chọn ra mày. Đó là một pha biểu diễn đường truyền đó thật tuyệt vời. Ờ địt mẹ mày đi vòng vòng. Chuyền bóng lại. Bí bí ui bí bí. Bí quá bí quá. Ai? Lỗi. Ơ kìa. Để lồn. Kèm nó vào. Xéo kèm này. Địt con mẹ mày. Mấy thằng ấy hãm lồn. Con gà này. Mẹ. Một pha cứa lòng rất nhẹ. Ủa. Thực sự là một bàn thắng rất đẹp. Anh Tú kiểu đá lấy kiểu mấy năm rồi chứ không phải mới đá anh Quang. Anh Quang cũng bị lừa mẹ rồi. Em chả thế. Tao bị đưa tao biết tao bị lừa rồi mà. Mấy năm mà vãi lồn mới đá được hôm qua. Đá được mấy trận hôm qua. Kiểu đá đi mẹ mày chắc vãi lồn ấy. Chắc chắc chiêu cơ hội các thứ. Hai người lừa trong lừa rồi. Không được rồi. Một lót tuyết vãi lồn hả? Frankie de Jong. Vâng, đó là một đường chuyền thông minh cho đồng đội. Anh Tú tâm lý rồi, anh Tú tâm lý rồi. Messi. Đi con mẹ mày thằng Messi này. Lúc này lúc vùng lên anh Quang ạ. Một bàn nữa thôi là bình thường dẻo vãi lồn mà. Ăn lồn rồi Tú à, Bông Mai ơi. Vâng, vị vị mày quá. Cái lồn gì đấy? Từ từ anh ơi. Đừng. Sao? Rồi 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 đây. Được chưa? Thì nó bị ao thế à? Mà thôi được gọi đã. Địt còn mẹ em ăn lồn. Đồng quá nhờ.
rất nhiều đường chuyền. Thế làm sao mà vào đây? Tạo ra khác biệt trong trận đấu căng thẳng thế này. Ui. Có thể đẩy sang cánh. Nguy hiểm. Cầu bóng vào. Đi. Ôi, mẹ. Con gà nám này. Còn mẹ mẹ mỗi bài thật cái đánh đầu ạ. Ui, bật chảy khác gì Ronaldo không? Bàn thắng có sự đóng góp rất lớn từ pha tạt nữa, bàn nữa. Cú đánh đầu rất mạnh và còn hiểm hóc nữa. Cú lên. Bất lực trong tình huống cản phá. Messi. U địt. Em ơi. Căng phết nhở. Nhẹ thế. Thấy rồi mà nhẹ quá. Nếu tôi là một cổ động viên chủ nhà, tôi sẽ rất khó chịu. Đúng là như thế. Chẳng ai muốn bỏ tiền ra để vào sân động chỉ để xem được bóng con cưng của mình thì đấu bạc nhiệt như thế. Tôi làm được anh Quang ơi, mới hòa mà. Ui, cố lên Quang. Con mẹ mày, con gà Nguyễn Chí Thanh này. Gà Nguyễn Chí Thanh à? Đi, mẹ gà Nguyễn Chí Thanh này. Mẹ mày. Để được, chấp nửa trái thôi. Cứt. Mẹ mày đá thế, đúng rồi. Tao đá kiểu đít mẹ mày toát hết cả mồ hôi đít à. Kê anh đi, anh đá ghi được bàn là được. Một bữa bàn thắng đáng để xem. Một cảnh tượng tuyệt vời, rất nhiều bàn thắng. Frankie de Jong. Chịu rồi. Một đường chuyền đẹp, họ có thể kết thúc nó. Thật tuyệt khi sút. Okay. Bàn nữa là có thật. Ui! Đi về đái thế mà kêu đi mẹ. Alo đôi, alo đôi. Bám nó, theo bám nó. Úi trời ơi, đi mẹ gần được em ơi, cố lên em ơi. Đi cơ mẹ chấp một đéo được. Một lít, một lít. Đi mẹ ăn tiền luôn đi đã rồi tính tiếp, đá tiếp nào. Đi một lít, một lít thì một lít. Đi mẹ sổi ơi, ăn được một lít đã. Đâu đưa ơi, đưa link vào đây đùa đây. Đợi tí, wow, em ơi, wow. đợi tí em ơi, đợi tí nhá. Đợi tí nhá. Qua wow, là bé. Bé. Ui đi bé Bion à? Ôi, lỗi cái lồn thì đây quả tí người mà. Tí người bình thường vãi lồn. Biết ngay thì. Biết ngay không? Ơ, cái bé đéo qua được. Ơ kìa, chậm thế nhở? Bịt mẹ lại tạt cánh đánh đầu. Ôi trời ơi, đầu buồi. Chắc thế. Chắc béo ơi, mày đánh ra ngoài mà. Quá lồn. Vidan. Ăn làm sao luôn. Ui, địt con mẹ mày. Ây da, nhanh quá nhờ. Của Nelson Cebedo. Cánh chuẩn rồi Messi ơi, ngoặt lại, đúng rồi, bình tĩnh bạn ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Giữa này. Ôi cái địt. Giữa cơ mà. Hãy cùng theo dõi tình huống này. Ronaldinho. Cứ bình tĩnh, triển khai tấn công, địt mẹ mình xuyên thủng hàng phòng ngự nó. Đúng rồi. Ây da. Ây da. Trên mà. Cánh phải kia. Sao đéo phải là De Jong nhấy bóng nhở? Địt con mẹ mày, nó đang chạy đẹp như thế lại chuyền cho thằng Vidan. Mạnh thế nhở? Họ nên thử đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Ây da, hay đó, hay nhá. Ăn lồn rồi. Ở trong thoáng quá. Được. Đéo được. Messi. Frankie de Jong. Sao? Làm trái là ăn rồi. Làm một trái là ăn rồi em ơi, dễ mà. Jordi Alba. Sóng gió đã nổi lên. Sắp địt con mẹ mày. Bán ngay mấy thằng lồn này đi. Bán đi. Chuyển như cái đầu buổi. Không có nhiều khoảng trống để tấn công. Tình huống khá nguy hiểm. Ăn lồn. Đây là cú sút. Ôi. Đó là một pha biểu diễn đường chuyền đó thật tuyệt vời. Công sân đấy. Sút con mẹ bị ép sân quá. Địt con mẹ mày, bình tĩnh. Kéo lại ép sân quá. Ép sân quá, ép sân quá. Con gà này. Vâng đúng vậy. Đéo được rồi, các bạn ơi. Vào góc xa khung thành.
Ơi, địt con mẹ sao vẫn vào chân mày vậy? Thế chịu. Thế chịu. Ôi ôi ôi. Đường truyền quá thông minh. Ôi địt mẹ. Bên không. Địt con mẹ mà. Mẹ. Kèm người như lồn ấy. Cứ vào chân nó các bạn ạ. Chịu, chắc chịu. Làm lồn chịu đấy. Ơi. Vẫn góc đi. Và anh ấy đã hơi cái bóng. Sút rất tốt nhưng ồn nó quá cao. Ủa sút 6 quả rồi. Tao chưa sút quả nào ấy đi. Ôi sao mà ăn được đầu con Campbell bây giờ. Có cơ hội. Nhẹ vãi lồn đi con gà này. Này. Hậu vệ vãi lồn thật. Con gà này. Con mẹ bế tắc rồi các bạn ơi. Ôi Aubameyang được quá các bạn ơi. Hợp lý nhá. Tôi rất may mắn khi chứng kiến được khoảnh khắc này. Hết bí lại đeo biết chuyển rồi. Ấy à, được quá nhờ. Địt con mẹ bí quá. Có thể tạt bóng. Bí quá. Và đó sẽ là cơ hội. Bí quá. Con mẹ mẹ nó vẩn đấy. 3-4 quả đéo vào nữa thì thôi. Địt mẹ mày nhân đập chân thằng này ạ. Đập cái đéo gì nó phải thế chứ đi mẹ ăn người mãi được à. Thực sự cho họ tỷ số bây giờ đang là 2-1. Và đây là cú sút xạo lồn mẹ. Và đây là cú sút xạo lồn à. Hơi yếu. Tuyệt vị. Tuyệt vị đâu? Ơ, tập lồn vãi đi coi mẹ điêu không? Ta mà lồn. Cơ hội. Ronaldinho. Ui, địt mẹ mày đánh đầu quả treo đẹp như thế. Vâng, rất đáng tiếc. Thề kiểu đéo trong chân đồng ý luôn đấy. Lập bập vãi. Vừa đấy mày cũng thế, lồn gì nữa. Ăn quả địt mẹ lập bập vãi lồn. Ui, chuyện nhẹ mà được mạnh thế. Được nhờ. Quả hợp lý vãi lồn đấy. Nhưng mà anh bắt rồi. Nhưng mà anh bắt rồi. Frankie the Zone. Ôi, địt mẹ mày bị kéo người kìa. Quả đấy phải lỗi đấy. Thề địt mẹ vãi lồn nó đang xoay người nó đá như thế. Nào, ghi bàn nào địt mẹ. Một bàn đéo chắc lắm. Nhanh quá nhờ. Ấy đấy địt con mẹ nó. Thằng lồn nó chịu. Nó đánh vào cầu thủ của mình. À. Nó đánh vào cầu thủ của tôi đâu ạ, địt. Chật chịu, mẹ tít. 0 giờ 09 phút. Vất bài em ạ. Tuyệt vời và nó sắp kết thúc khi thời gian không còn nhiều. Nhanh quá nhờ. Thời gian không còn nhiều. Khán giả trên sân vẫn đang cổ vũ rất nhiệt tình. Nhưng đội bóng quân gương của thành phố này vẫn đang gặp quá nhiều vấn đề trong thi đấu. Đúng là như vậy. Có vẻ như họ đã quên mất rằng mình đang thi đấu trên sân nhà thì phải. Messi. Anh ấy có thể sút. Cay đi. Mẹ thằng Messi nó bị mệt lắm rồi các ông ạ. Đã cay lôn gì nữa. Zidane. Úi giời ơi. Ơ, chết đéo ai à? Không để ý. Đi con mẹ thằng Messi của tôi nó yếu lắm rồi. Nhanh lên. Tấn công. Đi con mẹ nó bắt bài. Ui, địt mẹ truyền dài để câu giờ đấy. Úi giời ơi. Địt con mẹ truyền dài câu giờ ạ. Bẩn vãi lồn. Mẹ mày thua quá cày. Mẹ mày sang tiền đã. Thấy chưa? Chơi thì chơi. Mẹ nhưng mày phải chất tao một quả. Nửa quả đéo bắt được. Mẹ em hoài một lại đã căng vãi lồn chứ thua rồi. Địt mẹ. Ui hầm. Ôi. Ui. Đứng bóng này. Địt con mẹ mà sao quả đấy tạt nhẹ thế nhở? Quả đấy tạt phải căng đét đấy chứ. Ui, chuyền kìa. Arturo Vidal.
chỉ có anh chip ấy. Chứ đá với thằng kiểu Snake hay bóng mai đều đá được. Đúng rồi, địt con mẹ. Xuất trộm, xuất trộm, xuất trộm. Địt mẹ nó. Ơi. Pha can thiệp tốt và có thể đây là cơ hội. Ơ sao lại chuyền Messi? Cái lồn gì đây, thằng kia sao bỏ bóng? Để mà tập trung cái nhỉ. Đúng rồi, cứ bình tĩnh thôi. Kéo giãn đội hình nó ra. Đúng rồi, chuẩn rồi đấy. Đi mẹ, phối hợp nhịp nhàng đấy. Chuẩn rồi đấy, bắt bóng này. Mẹ em sao sót đi ăn ba lại vào giữa nhỉ? Chuẩn rồi đấy. Ôi, đập chân đằng kia mới đau chứ. Căn bóng quá hay. Hay vãi lộn. Đúng rồi. Messi này. Messi này, Glitchy này. Giữa này. Trên này. Sút trộm này. Ui, đi. Còn mẹ mày sút nhẹ quá. Mẹ nhân đá căng đấy nhở. Bước khăm đây. Ui. Bước khăm. Ronaldinho. Messi. Semedo, đéo được, ông này đéo đá được. Messi này, đúng rồi. Vieira đây bây giờ không? Bên trong này. Sao địt con mẹ mày, Messi tạt yếu vãi lồn ấy. Cầu thủ quả bóng vàng con cặc gì. Kiểm soát một lần nữa. Có cơ hội ngay bây giờ. Toang. Trời ơi, con gà này. Toang đi bạn ạ. Mừng. Toang đi. Anh ta rất rất lạnh lùng. Con gà Hà Nam này. Địt con mẹ gáy đây. Thoải mái rồi, thoải mái rồi. Và bay vào lưới. Con gáy đây. Đi thoải mái rồi. Tỷ số được mở 1-0. Tâm lý rồi, tâm lý rồi. Mất hết. Tâm lý rồi. Ơ sao chuyền được rồi? Ok. Được. Ok, sao mạnh thế? Ây da. Messi. Lùi đây mà, lùi đây mà. Đéo được, đéo đi được. Thierry Henry. Aubameyang. Thằng Athun đéo ăn thua rồi, địt mẹ mẹ Athun đá kém quá. Ơ, đang dê bóng vào địt mẹ hích, bay luôn ạ. Dê bóng chả bay. Đó là một pha biểu diễn, đường chuyền đó thật tuyệt vời. Sao khó thế nhở? Còn bóng Ronaldinho. Khó chứ. Dễ thì sao? Địt mẹ mẹ phòng ngự đông vãi lồn các bạn ạ. Ơ, nhầm nút. Ôi! Địt mẹ bóng mới đau lắm. Nhớ nút ạ. Vãi lồn. Đường truyền quá thông minh. Nhớ nút này. Xong. Kết thúc. Tính tiền. Một tình huống rất khó và anh ta đã làm rất tốt. Đây là một lần đấu. Anh ta có rất nhiều sự tinh tế trong pha dứt điểm này và luôn tạo ra áp lực lên hậu vệ đối phương. Địt con mẹ các bạn thấy không? Có phải chấp mình một quả. Lại chấp một quả. Địt mẹ đã lúc đầu vậy. Anh lúc đầu anh đéo ghi được cái bàn tại vì anh đấy cơ hội anh đéo có. Bây giờ anh đéo có cơ hội nữa rồi thì địt mẹ đá mày đá hay đến mức tao đéo có cơ hội còn gì nữa. Trách ai bây giờ đây? Trách mình thôi. Lúc đầu em cũng đi bị ép sân mà. Ôi da. Hãy cùng xem quyết định của trọng tài. Lỗi chứ còn lồn gì nữa. Đúng vậy. Trách ai bây giờ, trách mình thôi. Có cơ hội mà không biết sắt chiu. Cái lồn gì đấy? Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Aubameyang. BB, ok không? Đối phương thì bất ngờ. Quả đã cái lồn mà, chứ nó BB mà. Bây giờ trận đấu còn lại 4 phút thi đấu. Hết. Ây à, còn à? Frankie de Jong. Địt mẹ mày, Ronaldo yếu lắm rồi. Hết lực rồi. Chịu rồi. Aubameyang. Thời gian bù giờ của trận đấu này là ui, địt mẹ mày, tôi phòng ngự hay có nhiều quả kiểu. Sút đi. Bị phòng ngự bị trượt. Xong, trận đấu kết thúc con gà. Ui, với đấy mà vẫn thúc được. Bàn thắng như thắt lên hy vọng phải không anh? Địt con mẹ mày cày thế nhở? Đấu một chiều.
Cay thì ăn mì cay cho nó bớt cay anh ơi. Mẹ em mày cay thế nhở? Phải thịt mẹ. Đúng ô, phải nhau. Đấy, bao nhiêu cơ hội này anh sút như lồn. Nói chuyện với kênh chat đi mẹ mày. À thế à? Ta phải luyện thêm mới được đi.